Xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đánh ở cửa bàn buổi tối đây nhá, suvi bật này nhá. Hôm nay thì mình sẽ đánh chiến thuật thiên về cái con Winter Melon này các bạn nhá. Chỉ có mình nói thôi. Sự kết hợp của mấy cái con tàn nút rồi là một số plan khác các bạn nhá. Ok. Bây giờ thường lệ thì mình vẫn sẽ cho nó giao lưu với hết tất cả các vi là support các bạn. Đặt đền móng đầu tiên từ những con IMP đi mới đặt tàn lũ được nhanh thế này. Ok, sau khi bánh binh bố trận xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho các vi tấn công các bạn nhé. Đến hết đây. Tăng cường thêm chiến binh tập Melon, không nó hơi yếu. Được cái con Winter Melon này nó vừa có khả năng bắn hỏa và cũng vừa có khả năng làm chậm, rất là lợi thế. Và về gặp đẹp cũng kẹt thơ này thì hơi khoai rồi, khoai làng, khoai thị sản. Cặp điện thoại thì sẵn dần rồi đấy. Nó đông quá, này nó cắn thì mấy mà hết thì con tật rồi đấy. Chết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái tem tiêm Vapor này bật nhé. Tiêm Vapor hơi yếu.
để cho cái đó này. Để gặp được con lúc này thì nó để hoạt động phá giáp mà đang lúc mà ok, xong một trận bắn kinh điển thì bây giờ ta sẽ cho một thứ nhẹ nhàng hơn tí, cho mấy đồ nghỉ một tí. Xong được tấn công thứ nhất, bây giờ đến được tấn công thứ hai các bạn. Tiếp theo nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Xin chào, hẹn gặp lại.